Lúc nào Sài Gòn nó cũng cháy hết. Cái hoạt động ở Sài Gòn nó luôn luôn không ngừng, nó cứ cắt nhau, nó cứ liên tục. Thì khi mà bạn ở Sài Gòn, bạn sẽ cảm giác được những cái chuyển động đó. Thì nó tạo cho mình một cái động lực. Bởi nếu bây giờ mình dừng, mình thua cuộc. Bởi vì ở Sài Gòn này á, rất là khó để mình vẽ được những bức tường lớn độc lập, một cách độc lập. Thì khi mà mình có cơ hội vẽ bức tường đó thì mình nghĩ là em, nó là của mình thì mình phải vẽ được nó. Ở cái con đường này rất là nhiều người qua lại, và không tất cả kiểu người, người giàu, người nghèo, trẻ con, người già, họ đi qua họ thấy cái bức tường này mỗi ngày thì họ sẽ được thấy graffiti, bombing. Đó là, đây là nghệ thuật mới. Mình thì không tự xem mình là một nhà thiết kế. Mình chỉ tự xem mình là một cái người làm quần áo thông qua trí tưởng tượng của mình. Thật ra thì nó đến từ bản thân mình, đó là mình lớn lên ở trong một cái môi trường mà lúc nào mình cũng bị được chỉ bảo là phải làm cái này, phải làm cái kia, không được làm cái này, không được làm cái kia. Thì mình rất là khó chịu với cái chuyện đó. Ok, Danny Đào. Hello. Basically thì trước mắt thì mình cũng làm trên áo thun thôi. Dạ. Thì nó giống như kiểu sticker. Dạ. À, giống mấy cái áo bóng rổ mà nó hay có mấy logo như vậy đó. Thì đó mình sẽ in tràn lên đây. Chờ cái sản phẩm ra. Ừ. Trên này là cái artwork để sau lưng đúng không? Dạ. Đúng rồi. Ok. Hey, mình coi cái được chưa? Đây là mốt cấp hay nha. Dạ. Thích chưa? Dạ. Đúng không? Người Việt thì luôn thích những cái mới. Thì mấy ngàn năm nay rồi, người Việt họ luôn đổi mới những cái văn hóa được tiếp cận từ nhiều quốc gia khác nhau, kể cả Trung Quốc. Cái graffiti nó là một cái loại hình nghệ thuật mới. Thì mình muốn, cái mà điều mình muốn là mọi người thả được thêm cái hồn Việt vào trong cái graffiti, để người ta khi mà nhìn vô người ta biết, à đây là graffiti Việt Nam. Mình thì thật ra mà nói thì mình làm cái hairless này không phải là để bán quần áo. Mình muốn bán một cái tinh thần. Và cái tinh thần đó là cái tinh thần không sợ, không ngại gì hết. Làm tất cả những gì mà bạn thích, làm tất cả những gì mà bạn... Ủa?